Sáng nay tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tộc Hồ Văn Duy Trinh tổ chức lễ kỷ niệm tưởng nhớ về đồng chí Hồ Nghinh, nguyên bí thư Đặc khu ủy Quảng Nam, nguyên bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Dự buổi lễ về phía tỉnh Quảng Nam có ông Lê Văn Dũng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Trần Khắc Thắng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam. Về phía thành phố Đà Nẵng có trưởng ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố đã đọc diễn văn tưởng nhớ đồng chí Hồ Nghinh, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam Đà Nẵng. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, dù ở đâu, ở bất cứ cương vị nào, đồng chí Hồ Nghinh luôn gắn lý luận với thực tiễn, làm cơ sở cho mọi tư duy sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Đặc biệt, trong giai đoạn phục hồi kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh sau năm 1975, với tư cách là bí thư Tỉnh ủy, ông có công lớn trong việc chỉ đạo cải tạo công thương nghiệp không hoàn toàn theo công thức rập khuôn, giáo điều như nhiều nơi khác và đạt được những thành tích lớn. Trên cương vị một bí thư Tỉnh ủy, ông Hồ Nghinh bắt đầu nhìn sâu vào thực tiễn của xứ Quảng nói riêng và của đất nước nói chung, vừa bước ra khỏi hai cuộc chiến tranh, đóng góp bằng những điều mà nhờ lấy thực tiễn làm thước đo chân lý, ông đã quyết định đúng. Không những đúng mà còn mang tính tiên giác và đóng góp cả bằng những điều do không vượt qua được lỗi hệ thống, ông đã quyết định không sát với quy luật phát triển và đòi hỏi của thực tiễn đương thời. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính nhưng cũng tràn đầy cảm xúc. Với gia đình, người thân của đồng chí Hồ Nghinh, buổi lễ tưởng niệm là dịp để nhắc nhở thế hệ con cháu hôm nay tiếp tục học tập, noi theo tấm gương cống hiến hy sinh, vì dân, vì nước của ông. Nhà rất là cảm động. Vì tuy là ba mất lâu, không còn, nhưng mà mọi người vẫn quan tâm đến ba và mọi người đều ca ngợi ba mẹ mình. Cho nên đó là một điều tự hào của gia đình mình và được thành phố tặng cho tập sang nói về ba. Đấy là một điều quý giá đối với gia đình để còn con cháu dòng tộc còn có những tư liệu để mà học tập. Hàng năm để tưởng nhớ đến ngày sinh của đồng chí Hồ Nghinh, đông đảo con cháu, người thân và người dân địa phương cũng đã đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Hồ Nghinh tại nhà lưu niệm cử nhân Hán học Hồ Hoàng tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.